ông 50 hay 20 tuổi muốn mạnh mẽ đều nên ăn món này. Brightside đưa ra một danh sách các thực phẩm mà nam giới dù ở bất cứ độ tuổi nào cũng cần phải đưa vào chế độ ăn uống nếu họ muốn chinh phục trái tim người phụ nữ mình yêu. Chế độ ăn uống phù hợp không chỉ giúp bạn khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần, mà còn giúp cân bằng nội tiết tố trong cơ thể. Nhiều loại thực phẩm có thể làm tăng lượng testosterone, một loại hormone sinh dục nam, từ đó làm cho đàn ông hấp dẫn hơn với phụ nữ. 1. Thịt. Các chuyên gia dinh dưỡng hiện vẫn tranh cãi về việc thịt có lợi hay có hại cho cơ thể. Nhưng một điều rõ ràng là ăn thịt làm tăng lượng testosterone nội sinh. Đặc biệt, nếu bạn ăn thịt với hàm lượng chất béo tối thiểu và không ăn liên tục mỗi ngày. 2. Hải sản. Tôm hùm, cua và các động vật có nguồn gốc từ biển ngày càng trở thành những món ăn quen thuộc trong bữa ăn của con người. Ngoài việc giúp thay đổi khẩu vị, các thực phẩm này còn chứa các chất giúp tăng cường testosterone. Tuy nhiên, nếu hấp thụ một lượng lớn các hóa chất này có thể gây tác dụng phụ không tốt cho cơ thể. Vì vậy, không nên ăn hải sản vô tội vạ. 3. Trứng. Trứng là một loại thực phẩm rất giàu vitamin D, giúp duy trì mức testosterone bình thường trong máu. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, mỗi ngày chỉ nên ăn một quả trứng, không nên ăn nhiều hơn nếu bạn có lượng cholesterol cao, vì lòng đỏ trứng là nguyên nhân làm tăng mỡ máu. 4. Dưa hấu. Dưa hấu giúp cải thiện quá trình lưu thông máu, có tác dụng tích cực lên tim mạch và giúp điều chỉnh mức cholesterol. Nó có thể được cho vào salad, chế biến thành kem trái cây, ăn như một bữa ăn nhẹ với format, hay đơn giản là thái miếng và ăn trực tiếp. Vấn đề duy nhất là không nên ăn quá nhiều. 5. Súp lơ. Súp lơ xanh có thể giảm lượng estrogen, hormone sinh dục nữ trong cơ thể, đồng thời tăng cường mức testosterone, hormone sinh dục nam. Vì vậy, hãy luôn bổ sung súp lơ vào khẩu phần ăn hàng ngày của bạn. 6. Mật ong. Mật ong là một sản phẩm tuyệt vời với tăng cường khả năng miễn dịch. Thêm một thìa mật ong vào mỗi bữa ăn hàng ngày sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Bạn có thể uống nó với trà, nước trái cây hoặc các loại bánh và mứt. 7. Tỏi. Tỏi trong thành phần hóa học có chứa một hoạt chất giúp giảm stress và các chất chống oxy hóa, có tác dụng ngăn ngừa ung thư và các bệnh tim mạch. Tỏi có thể được thêm vào hầu hết các món ăn như một loại gia vị gây kích thích vị giác và đem lại cảm giác ngon miệng. 8. Nho. Các thành phần chứa trong nho có thể làm chậm quá trình lão hóa và làm tăng hoạt tính của tinh trùng. Vì vậy, để làm tăng lượng testosterone trong cơ thể, hãy ăn nho mỗi ngày. 9. Đậu. Tất cả các loại đậu đều giàu vitamin D cũng như chất đạm. Chúng có thể góp mặt trong các món súp, salad, món chiên hoặc như một món ăn độc lập. Nó không chỉ giúp duy trì mức testosterone mà còn thực sự giúp cho hệ tim mạch được khỏe mạnh. 10. Hàu. Hàu được đề cập riêng biệt với hải sản vì chúng chứa một lượng lớn khoáng chất và các yếu tố quan trọng khác, giúp nâng cao sức khỏe con người và đặc biệt có lợi cho nam giới. Trước khi ăn, bạn nên vắt thêm nước chanh và rắc một ít muối. Điều này sẽ giúp cơ thể dễ hấp thu dưỡng chất hơn. 11. Sữa. Sữa có đầy đủ các vitamin giúp cơ bắp phát triển hài hòa. Nó cũng chứa canxi và vitamin D, làm tăng cường hệ xương khớp, làm tăng mức testosterone của nam giới. Có nhiều loại sữa nhưng tốt hơn hết là nên uống sữa với lượng chất béo thấp và lượng vitamin D tối đa. Xem tỷ lệ phần trăm các chất này in trên nhãn mác. 12. Cá ngừ. Cá ngừ cũng rất giàu vitamin D, đồng thời nó chứa ít calo nên không lo béo phì và rất tốt cho tim mạch. Nó có thể được chế biến cùng với các thực phẩm khác hoặc đơn giản là ăn trực tiếp sau khi lấy ra khỏi hộp. Tuy nhiên, bạn không nên ăn nó thường xuyên. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
ăn thực phẩm này vào, ham muốn của phụ nữ tăng cao, hễ yêu là lên đỉnh. Dưa hấu. Dưa hấu được xem là Viagra tự nhiên, vì khoảng 92% dưa hấu được tạo thành từ nước, thì 8% còn lại thì lại chứa các chất dinh dưỡng phong phú cho sức khỏe tình dục. Dưa hấu chứa một hợp chất gọi là citrulline, khi dung nạp vào cơ thể sẽ chuyển đổi thành arginine. Arginine làm thư giãn tĩnh mạch máu cho cơ thể, tương tự như tác dụng của Viagra, cuối cùng tăng ham muốn tình dục. Bên cạnh đó, 46 calo trong một cốc nước ép dưa hấu được xem là một sự bổ sung tuyệt vời cho bữa ăn mỗi ngày. Tỏi. Mùi của tỏi có thể là một thủ phạm hủy diệt hoàn loạt những ham muốn yêu nhiều giờ sau khi ăn. Tuy nhiên, tỏi chính là tác nhân làm tăng ham muốn đáng kể cho chuyện ấy. Gia vị cay nồng đặc trưng này sẽ khiến cuộc sống tình dục thêm tốt đẹp, vì tỏi làm giãn nở mạch máu, cải thiện lưu thông trên toàn khu vực môi dưới và dưới cẳng chân, giúp chị em chủ động hơn trong chuyện ấy. Mỗi buổi sáng nên ăn và tép tỏi và thường xuyên dùng tỏi như một loại gia vị. Tuy nhiên, trước khi sẵn sàng cho chuyện ấy, chị em kiểm tra mùi vị của riêng mình nữa nhé. Trứng. Hormone tình dục quan trọng. Các loại trứng gia cầm đều giàu vitamin B5 và B6. Cả hai đều có tác dụng duy trì thăng bằng hormone và giảm stress. Ngoài ra, trứng cũng có chứa nhiều cholesterol, một chất tiền thân quan trọng của cả hai loại hormone sinh dục quan trọng là testosterone và estrogen. Trứng gà cũng giúp chị em cải thiện đáng kể vẻ đẹp của nửa đôi bằng cách ăn trứng gà hấp với sữa đặc và mật ong. Phương pháp kích thích ham muốn tình dục ở phụ nữ. Có chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, tránh lao động quá sức không phù hợp, tránh lo lắng, stress, luôn giữ tâm trạng thư thái, vui vẻ, không sử dụng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, cà phê, giữ vệ sinh sạch sẽ bộ phận sinh dục, phát hiện sớm viêm nhiễm để điều trị kịp thời. Có chế độ ăn các chất dinh dưỡng chứa nhiều lượng estrogen để tăng cường ham muốn ở phụ nữ, giảm quá trình lão hóa. Món ăn chứa nhiều chất giống estrogen nhất là mầm đậu tương. Mầm đậu tương rất giàu chất phytoestrogen, một chất tương tự như estrogen, giúp tăng cường ham muốn tình dục và giảm triệu chứng mãn kinh, chậm quá trình lão hóa. Nắm bắt và thực hiện đúng kỹ thuật kích thích ham muốn tình dục ở phụ nữ. Dùng miệng, lưỡi, tay để kích thích các vị trí nhạy cảm của người phụ nữ như môi, cổ, vai, gáy, vùng kín sẽ khiến phụ nữ đạt khoái cảm dễ dàng và sẽ cải thiện được đời sống chăn gối tốt hơn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tám biểu hiện của phụ nữ khi lên đỉnh cuộc yêu. Làm bà xã lên mây chắc chắn là điều mà các soái ca đều muốn. Thứ nhất, ai cũng muốn người mình yêu được sướng. Thứ hai, đây cũng là cách để nam giới thể hiện sức mạnh bản lĩnh của mình trước người tình. Nhưng khi nào thì cô ấy đạt khoái cảm, biểu hiện của phụ nữ khi lên đỉnh sẽ như thế nào là điều không phải Adam nào cũng biết. Thực ra, chuyện này cũng không có gì quá khó khăn, chỉ cần để ý một tí, tinh tế hơn một tí, bạn sẽ biết ngay người tình của mình đã thật sự lên nóc nhà hay chưa. Biểu hiện của phụ nữ khi lên đỉnh phái mạnh nên biết rõ. Âm đạo co thắt liên tục. Khi nàng đạt khoái cảm tột đỉnh, các cơ của bộ phận âm đạo, nhất là cơ ở bên ngoài, sẽ có hiện tượng co thắt, giật giật mạnh mẽ và liên tục bóp chặt vào thằng nhỏ của bạn, làm bạn cũng sướng tê rợt chim. Hiện tượng này đều đặn diễn ra từ 3 đến 15 lần, trong khoảng thời gian từ 2 đến 4 giây, có nhiều cô còn lâu hơn. Hãy tập trung cảm nhận, bạn sẽ thấy các cơ của cô bé bóp lại rồi thả ra thằng nhỏ của bạn. Nếu bạn thường xem phim cấp 3, nhất là những bộ phim của Nhật Bản, bạn sẽ thấy rõ hiện tượng này. Khi lên đỉnh, toàn bộ cơ thể của nàng sẽ co giật như là bị điện giật vậy, trong đó vùng cơ hậu môn và âm đạo của nàng cũng không ngoại lệ. Đối với những phụ nữ co giật nhẹ thì không sao, còn có một vài trường hợp co giật nặng lại gây ra không ít hiểu lầm. Chị T kết hôn và trong đêm tân hôn đó cũng là lần đầu tiên chị làm chuyện ấy. Cả hai cùng hôn nhau rồi dạo đầu, rồi anh cũng quan hệ bằng miệng khiến chị vô cùng sung sướng và hạnh phúc.
Sau đó thì hai người bắt đầu giao ban. Mọi chuyện cứ tưởng diễn ra suôn sẻ trong đêm tân hôn, nhưng không ngờ chị đang quan hệ giữa chừng thì chị T coi giật đùng đùng, làm anh chồng cứ tưởng bị giật kinh phong mà sợ xanh cả mặt. Lát sau, khi cơn cực khoái qua đi thì anh mới biết là do chị lên đỉnh sướng quá nên mới coi giật, chứ không phải bị bệnh tật gì cả. Ánh mắt đê mê mờ ảo. Không chỉ phụ nữ mà nam giới chúng ta cũng vậy. Khi đoạt cực khái cảm giác rất sung sướng đê mê, cứ lần lần như trên mây vậy. Con người trong trạng thái này cứ như đi trên mây, ánh mắt cứ lờ đờ và rất là phê. Hơi thở nhanh. Khi mà sự lên đỉnh của phụ nữ sắp xảy ra, tim cô ấy sẽ đập mạnh hơn, vì khi này những cơ quan trong cơ thể cũng như những cơ bắp bắt buộc phải được bơm nhiều oxy hơn để có thể duy trì hoạt động. Chính vì thế, nàng phải thở nhanh và mạnh hơn mới đáp ứng đủ nhu cầu oxy cơ thể đang cần. Khi mà bạn nhận biết được hơi thở gấp gáp cùng nhịp tim loạn xạ của người tình thì chắc chắn nàng đang khoái lạc thực sự. Tuy nhiên, sau khi cô ấy lên tiếng mà hơi thở vẫn bình thường thì có thể bạn bị lừa tình rồi đấy. Lấy chân kẹp người bạn. Bạn có để ý trong bộ phim 7X không? Khi người phụ nữ sung sướng, họ sẽ lấy hai chân kẹp lấy người bạn, tay thì cấu chặt vào mền gối hoặc ghì chặt đầu của bạn vào người cô ấy. Nhất là khi quan hệ bằng miệng, cô nàng đang ngồi, còn bạn thì quỳ phía dưới và liếm âm đạo của nàng. Bạn cứ canh ngay hoặc lè của nàng mà liếm tí nữa khi lên đỉnh. Một là cô ấy sẽ bắn hết cả dâm thủy vào miệng bạn, còn hai họ sẽ lấy hai tay ôm đầu bạn và ép chặt miệng bạn vào trong âm đạo của họ. Họ muốn nói với bạn rằng, Anna, em đang rất sướng, anh hãy tăng mạnh cường độ lên chứ đừng giảm xuống nhé. Khi lên đỉnh, phụ nữ họ sẽ thường ưỡn ngực ra, nhấc bụng cao lên và cong lưng lại, mục đích nhằm làm căng các cơ để xuất tinh được mạnh hơn. Phụ nữ cũng xuất tinh đấy nhé. Khi này, máu tuần hoàn rất mạnh, khiến lượng máu đổ về ngực của nàng cũng rất nhiều, làm cho nó căng phồng và hồng hào hơn bình thường, nhìn thấy kích thích. Đồng thời khuôn mặt và hai vành tai của nàng cũng sẽ đỏ ửng lên, âm vật và hai đầu vú thì cương cứng ra. Biểu hiện của phụ nữ khi lên đỉnh, nó cũng giống như dương vật của bạn vậy. Khi bạn sắp xuất tinh, dương vật cũng sẽ cương cứng lên rất to, nhằm tạo ra áp lực để bắn tinh trùng ra ngoài thật nhanh và thật mạnh. Tiếng kêu rên của nàng. Trong suốt quá trình quan hệ, một số phụ nữ họ sẽ rên khe khẽ, làm bạn cũng ức không chịu nổi. Cô nào mà nằm im lấy gối che mặt không rên rỉ gì thì về nhà chơi với cô nam còn hơn. Nếu để ý kỹ thì khi sắp lên đỉnh, âm thanh rên rỉ của họ sẽ nhiều và mạnh hơn, vì lúc này các cơ trên cơ thể đang trọng thái co lại rồi căng ra, điển hình là cơ âm đạo. Ở cổ họng cũng vậy, khi các cơ này co thắt sẽ vô tình tạo ra các âm thanh nghe rất sướng tai mà bạn sẽ khó có thể nào quên được. Có một vài phụ nữ khi lên đỉnh, họ còn nói tục, nói dầm như trong các bộ phim Mỹ, các cô gái thường ao xiết. Cho nên, khi người phụ nữ của bạn có lỡ miệng văng tục, thì cũng đừng trách họ, vì lúc đó nhiều khi sướng quá không kiềm chế được, nên nói tục vậy thôi. Nàng khóc. Nghe có vẻ lạ, nhưng thực sự có một vài phụ nữ sau khi đọt cực khoái, họ lại khóc. Khóc không phải vì họ đau, mà vì họ quá sung sướng. Phụ nữ rất nhạy cảm, cũng giống như buồn vui, khi họ sướng quá, họ cũng sẽ khóc. Việc cần làm lúc này là hãy ôm chặt và trò chuyện với bạn tình để cảm nhận sự hạnh phúc sung sướng nhé. Cười khanh khách. Điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng nếu để ý, bạn sẽ thấy rất nhiều phụ nữ có hiện tượng cười sảng khi lên đỉnh. Một ví dụ như của chị T ở Hà Nội. Vợ chồng chị sống trong một căn hộ cùng với ba mẹ chồng và em gái của chồng. Đã nhiều lần cả nhà giật mình vì cứ khoảng 1-2 giờ đêm lại nghe tiếng chị cười rất to. Ai trong nhà ai cũng tưởng chị có vấn đề hay là bị ma nhập nên vô cùng hoảng hốt. Nhưng thật sự họ không biết đó là lúc hai vợ chồng chị đang quan hệ. Ai làm chị sướng quá nên chị cười sảng lên rất to. Từ đó trở đi, khi ăn ái, cứ mỗi lần chị sắp lên đỉnh, anh lại phải lấy tay bịt mồm chị lại, nếu không muốn sáng hôm sau bị bố mẹ than phiền. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
7 lý do bạn nên uống nước chanh mỗi ngày. Các hàng quán luôn sẵn sàng phục vụ nước chanh cho khách. Một số người thường bắt đầu ngày mới bằng ly nước chanh. Đây thực ra là một loại đồ uống giải khát tuyệt vời khi trời nắng nóng. Không chỉ dễ uống mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Dưới đây là 7 lợi ích sức khỏe của nước chanh. Hy vọng rằng sau bài viết này bạn sẽ có câu trả lời của riêng mình. 1. Cung cấp nước cho cơ thể. Nước chiếm đến hơn 70% trọng lượng cơ thể. Đây là thành phần quan trọng của mọi sinh vật trên hành tinh. Bổ sung đầy đủ nước sẽ giúp cơ thể bạn luôn tràn trề sức sống. Và dĩ nhiên, nếu thêm vị chanh vào ly nước sẽ khiến bạn uống được nhiều hơn và cơ thể không bị nguy cơ thiếu nước. 2. Nguồn cung cấp vitamin C. Chanh thuộc giống cây họ cam quýt, vốn chứa hàm lượng vitamin C cao. Chanh là nguồn cung cấp vitamin C tốt. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, thì 1/4 cốc nước ép chanh tươi cung cấp hơn 30% lượng vitamin C khuyến cáo hàng ngày. Vitamin C là một chất chống oxy hóa, chủ yếu giúp bảo vệ các tế bào khỏi sự tổn thương do các gốc tự do gây nên. Trong các nghiên cứu, vitamin C được chứng minh là làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ, cũng như làm hạ huyết áp. Nghiên cứu đăng trên Scopus cho thấy những người có lượng vitamin C thấp, đặc biệt là đàn ông béo phì, cao huyết áp thì có nguy cơ mắc đột quỵ cao hơn. Một số chuyên gia cho rằng vitamin C cũng giúp phòng ngừa và làm giảm thời gian mắc bệnh cúm ở một số người. 3. Cải thiện làn da. Vitamin C trong chanh có thể giúp làm giảm sự hình thành các nếp nhăn. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí của Hiệp hội Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ kết luận những người tiêu thụ nhiều vitamin C hơn thì ít có nguy cơ bị da khô và nhăn. Uống nhiều nước giúp cải thiện làn da cũng là một kiến thức phổ biến. Nếu làn da mất đi độ ẩm thì sẽ bị khô, có xu hướng nhăn nheo. Các chuyên gia khuyên bạn nên uống 8 ly nước mỗi ngày để giúp giải khát cơ thể và làn da khỏi các độc tố. 4. Giúp giảm cân. Một nghiên cứu cho thấy các chất chống oxy hóa tìm thấy trong chanh làm giảm đáng kể sự tăng cân do chế độ ăn giàu chất béo ở chuột. Bên cạnh đó, sự kháng insulin cũng được cải thiện. Dù kết quả tương tự cần được chứng minh trên người, nhưng trên thực tế, có nhiều người cho biết uống nước chanh giúp họ giảm cân. 5. Hỗ trợ tiêu hóa. Một số người uống nước chanh như một loại thuốc nhuận tràng vào mỗi buổi sáng để ngăn ngừa táo bón. Thực vậy, uống nước chanh ấm hoặc nóng khi thức dậy có thể hỗ trợ tiêu hóa. Y học cổ truyền Ấn Độ tin rằng vị chua của chanh làm kích thích Agni. Một Agni khỏe mạnh sẽ khởi động hệ tiêu hóa mạnh mẽ. Nhờ đó, thức ăn được tiêu hóa dễ dàng và giúp ngăn ngừa sự tích lũy các chất độc. 6. Hơi thở thơm mát. Bạn đã từng dùng chanh sát lên tay để tẩy đi mùi hôi khó chịu. Trên thực tế, trái chanh được cho là có tác dụng khử mùi. Đặc biệt, bạn có thể áp dụng biện pháp khử mùi này khi ăn các thực phẩm nặng mùi như tỏi, hành, cá. Hãy giữ cho hơi thở thơm mát bằng cách uống một ly nước chanh sau bữa ăn và khi thức dậy. Chanh cũng kích thích tiết nước bọt và nước giúp ngăn ngừa khô miệng, vốn dẫn đến hơi thở hôi do sự quá phát vi khuẩn. 7. Ngăn ngừa hình thành sỏi. Chất axit citric trong chanh có thể ngăn ngừa hình thành sỏi canxi. Trang UW khuyến cáo tăng lượng axit citric tiêu thụ để giảm nguy cơ hình thành sỏi canxi mới. Uống nước chanh không chỉ giúp bạn bổ sung thêm axit citric mà còn cung cấp nước, vốn cũng ngăn ngừa sự tạo sỏi. Cách pha nước chanh. Để tận hưởng những lợi ích tuyệt vời từ nước chanh, bạn cần phải uống thường xuyên. Khi pha nước chanh, bạn luôn cần nhớ rằng phải sử dụng chanh tươi. Vắt nửa quả chanh vào khoảng 250ml nước đã đun sôi, nước ấm hoặc nước lạnh. Bạn có thể sáng tạo thêm mùi vị cho cốc nước chanh bằng cách sử dụng 1 thìa mật ong, 1 lát gừng tươi, 1 chút quế hoặc là 1 nhánh bạc hà. Một vài lát cam hay dưa chuột vào ly nước chanh cũng là một ý tưởng hay. Hãy bắt đầu buổi sáng bằng ly nước chanh ấm và pha một chai nước chanh để trong ngăn mát của tủ lạnh rồi dùng cho cả ngày. Tác dụng phụ của nước chanh. Nước chanh nhìn chung là an toàn khi uống, nhưng cũng có một vài tác dụng phụ có thể xảy ra mà bạn cần biết. Chanh chứa axit citric có thể ăn mòn men răng,
Để hạn chế nguy cơ này, hãy uống nước chanh qua ống hút và súc miệng sau khi uống. Đồng thời, axit citric cũng có thể kích thích gây ửa nóng ở một số người. Tuy nhiên, một số người có thể cảm thấy giảm nhẹ ửa nóng vì chanh trở nên kiềm tính khi ở trong đường tiêu hóa. Nếu chanh làm nặng thêm tình trạng ửa nóng thì bạn cần tránh thức uống này. Một số người cũng báo lại rằng họ thường xuyên phải vào nhà vệ sinh hơn khi uống nước chanh. Đó là do nước chanh cũng là đồ uống lợi tiểu, tức là làm tăng sản xuất nước tiểu. Nguyên nhân có thể là do tác dụng của chanh hoặc là do bạn uống nhiều nước. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Điểm G của đàn ông có hay không? Không ít người cũng muốn biết đàn ông có điểm G không, và nếu có thì nó nằm ở đâu. Trong khi giới y khoa và cả mọi người đang lo hay đi tìm kiếm chính xác điểm G của phụ nữ, nếu điểm G của phụ nữ vẫn còn nhiều tranh cãi và có nhiều định nghĩa khác nhau, thì không ít người cũng muốn biết đàn ông có điểm G không, và nếu có thì nó nằm ở đâu, để khi chạm đến sẽ gây hưng phấn, dễ đoạt cực khá nhất. Đa phần ý kiến của các nhà chuyên môn đều cho rằng đàn ông không có điểm G, hoặc đàn ông không có điểm G nhưng có rất nhiều điểm nhạy cảm, mà khi những điểm này được kích thích, đàn ông sẽ vô cùng hưng phấn và máu tuôn dồn dập về trung tâm hỏa lực của các chàng, khiến mức độ cực khoái tăng vọt. Thế nhưng cũng có ý kiến lại dựa vào logic về chu trình hoạt động sinh lý của phần cơ thể, đặc biệt trên nam giới, mà khẳng định nam giới vẫn có điểm G, điểm gây hưng phấn nhất về tình dục khi được kích thích đúng cách. Giả thuyết trên được đưa ra khá bất ngờ là điểm G của các chàng hoàn toàn không nằm trên cậu nhỏ. Điểm được định vị ở tuyến tiền liệt, một hạch kích cỡ bằng hạt óc chó, nằm bên trong và dưới bàng quang, chính là điểm G của các chàng, nơi hội tụ vô số đầu dây thần kinh nên siêu nhạy cảm. Bởi tuyến tiền liệt nằm kín bên trong nên vùng da nối giữa cơ quan sinh dục và hậu môn sẽ là trung gian truyền cảm giác khi được tay mơn trớn hay xoa ấn nhịp nhàng lúc đang ân ái. Để kích thích nó, nàng có thể dùng hai ngón tay xoa vào vùng da ở giữa tinh hoàn và hậu môn của chàng. Khi cảm thấy chàng đã gần lên đỉnh, bạn hãy ấn nhẹ vài lần vào điểm đó để tăng độ phấn khích cho chàng. Tuy nhiên, khi đó đàn ông mới được sướng cấp độ 1. Muốn đưa chàng lên cực đỉnh, chính tuyến tiền liệt phải được chạm đến. Kỹ thuật này kỳ công và đòi hỏi các bà vợ phải tinh tế mới chạm đến được. Một số ý kiến khác lại đánh giá điểm G của đàn ông nằm ở mặt dưới của cậu nhỏ, là khu vực nhạy nhất với những khoái cảm tình dục trong tất cả các điểm nóng của chàng. Đây là nơi cực kỳ nhạy cảm và chỉ cần chạm nhẹ là khiến chàng rùng mình. Ở mặt dưới của dương vật có thể nhìn thấy vết thẹo của một đường rãnh, còn gọi là đường đan, chạy dài từ hậu môn qua bìu và mặt dưới thân dương vật. Đó là kết quả của sự khâu và hàn lại của khe rãnh đáy chậu trong giai đoạn phát triển bào thai của dương vật và bìu. Khi dạo đầu, cứ 20 đến 30 giây, nàng lại nên chạm nhẹ vào điểm này, nó sẽ khiến chàng tăng lửa rất nhanh. Tuy nhiên, khi mọi điều chưa được khẳng định chắc chắn, thì điểm G của đàn ông vẫn là vấn đề bỏ ngỏ. Để cuộc yêu thành công viên mãn, giúp chàng đoạt đỉnh nhanh nhất, chị em cũng nên biết đàn ông cũng có những điểm rất nhạy cảm. Nếu chị em biết là điểm đúng huyệt thì sẽ khiến chàng vô cùng ngất ngây. Vùng mặt, hôn môi là một cách thể hiện tình cảm không thể thiếu. Thường khi hôn, chị em thường để đàn ông chủ động. Nhưng nếu một lần được nàng chủ động hôn say đắm thì chàng sẽ rất thích thú. Khuôn mặt của anh ấy vẫn còn hai nơi cần sự vuốt ve của bạn, đó là má và mũi. Sau khi hôn môi, hãy lướt nhẹ bờ môi của mình lên hai bên má chàng. Bạn còn có thể khẽ cắn một cái lên mũi anh ấy, chàng sẽ rất bất ngờ đấy. Cổ, gáy, tai. Theo một vài đánh giá, vành tai ngồi phía sau của nam giới là một giác quan cảm xúc. Hãy dùng đầu lưỡi hôn nhẹ lên vành tai chàng từ phía sau, hoặc gặm nhẹ vành tai chàng. Bạn sẽ thấy ngay phản ứng bất ngờ từ chàng. Đó cũng là những vị trí khá nhạy cảm mà người đàn ông khó có thể kiềm chế được.
Vùng sau gáy cũng được coi là một vùng nhạy cảm của nam giới. Bạn hãy ôm chàng từ phía sau, hôn lên gáy từ từ, nhẹ nhẹ và hãy nhâm nhi vùng gáy chàng. Kể cả đang mệt mỏi hay đang căng thẳng, thì chàng cũng sẽ dễ dàng sập bẫy ái tình ngọt ngào của bạn. Đầu ngực. Đừng nghĩ rằng nam giới thì không thích hôn vào ngực. Họ cũng cảm thấy rất phấn khích nếu được người phụ nữ hôn vào nơi nhạy cảm này. Dù rằng đây không phải là vị trí nổi bật của nam giới, nhưng chắc chắn anh ấy sẽ sướng mê khi được bạn làm như vậy. Đừng quên vuốt ve chàng khi bạn thực sự muốn dẫn dắt chàng vào cuộc vui bạn nhé. Vùng dưới thắt lưng và đùi trong. Nếu muốn được yêu mà tế nhị, không phải mở lời, bạn hãy chủ động âu yếm chàng. Cách đơn giản là bạn hãy đề nghị chàng nằm xuống để bạn massage lưng cho chàng. Bắt đầu bằng những động tác massage nhẹ nhàng, chậm rãi dọc sống lưng, kéo xuống tận thắt lưng dưới. Động tác này vừa giữ ấm cơ thể chàng nhưng cũng làm chàng rất đê mê. Rất ít phụ nữ từng thử khám phá vùng đùi trong của đối tác, và có lẽ cũng vì thế chàng sẽ ngạc nhiên và thấy vô cùng thú vị khi đang được bạn vuốt ve khu vực đó. Thêm nữa, khi xoa bóp đùi trong, lượng máu đến đó sẽ tăng lên, kích thích ham muốn của anh ấy, và cậu nhỏ của chàng vì thế sẽ vươn lên dũng mãnh hơn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ai bị gai cọt sống thì không nên bỏ qua bài thuốc cực đơn giản này. Sau khi dùng cho mẹ để khỏi bệnh gai đôi cột sống, chị Phương Loan đã chia sẻ bài thuốc này với bạn bè và mọi người trên Facebook. Chị đã tìm thấy nhiều đồng minh cùng mẹ chiến đấu với căn bệnh. Ai có mẹ già bị đau xương khớp, đặc biệt là bị gai cọt sống, đều sẽ thấy xót xa vô cùng. Mỗi lần chứng kiến cảnh mẹ bị đau vùng cổ, thắt lưng, chị Phương Loan quê gốc Đồng Nai lại ứa nước mắt. Thương thay cho mẹ. Chỉ có điều mẹ chị nhất mực không chịu đến bệnh viện. Bà cứ gàn con và bảo: mẹ sống chung với lũ cả 20 năm nay rồi, giờ đi khám làm gì cho phí tiền. Nhưng đấy là khi bà mới 70 tuổi, còn đi lại túc tắc được, và thời tiết lúc đó ở miền Nam không quá khắc nghiệt. Sau đó bà đã cùng cả gia đình chị Loan ra Hà Nội sinh sống, nên càng cảm nhận rõ rệt những cơn đau do căn bệnh này đem lại. Nhớ lại khoảng thời gian hãi hùng ấy, chị Loan chưa hết rùng mình. Tôi thương mẹ tôi lắm. Bệnh gai cột sống của bà khi ấy đã trở nặng đến mức suốt ngày đau tê ở cổ, rồi lan qua hai tay, đau dọc sống lưng xuống hai chân. Tôi có massage đấm bốt hay cho bà uống thuốc giảm đau cũng không ăn thua. Đêm đến, bà không dám làm phiền con cháu nên cứ rì rì khóc. Khi thời tiết ổn định thì mẹ tôi túc tắc đi khắp nhà, vui vẻ vì đỡ mệt, nhưng chỉ vài ngày sau, mức độ đau sẽ tăng lên gấp đôi. Khi tái khám, bác sĩ nói mẹ tôi đã bị rất nặng, dây thần kinh chèn ép quá nặng, không chừng chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ gặp chứng ống tủy, thu hẹp rối loạn đại tiểu tiện và mất cảm giác toàn thân. Đến mức ấy thì mẹ tôi sợ quá, bà hốt hoảng xin tôi đưa đi khám. Của đáng tội là vì thằng cháu đích tôn vừa cưới vợ, vợ cháu lại đang mang bầu sắp đẻ. Mẹ tôi háo hức được nhìn mặt chắc nên rất muốn chữa khỏi bệnh, để vào Nam bế chắc một lần. Tôi chạy đôn chạy đáo khắp các bệnh viện đông, tây y ở Hà Nội, nhưng tây y thì không tác động vì mẹ tôi đã cao tuổi, còn đông y kể cả chăm cứu cũng rất lâu khỏi. Buồn chán, tôi than thở với bạn bè qua điện thoại và đăng lên cả Facebook kêu la để đỡ stress. May thay cậu bạn cấp 3, khi đọc được chia sẻ của tôi, đã nhắn một tin nhắn đáng giá ngàn vàng. Mình sẽ mách cho mẹ cậu cách chữa bệnh bằng 3 loại thảo dược đơn giản: chanh, bưởi và ngải cứu. Chờ mình đi công tác về rồi sẽ tận nhà chỉ cho bà nhé. 2 ngày nữa thôi. Mừng như trúng số độc đắc, tôi khoe ngay với mẹ. 2 ngày sau, cậu bạn tôi đến nhà và chỉ cho một bài thuốc vô cùng dễ làm và dễ dùng. Chỉ cần chuẩn bị 2 quả bưởi, 1 cái chanh bỏ hạt phơi khô, 200g ngải cứu khô, đem tất cả các nguyên liệu xào vàng, hạ thổ rồi ngâm với 2 lít rượu, 200g đường phèn,
trong 1 tuần cho ngấm rồi đảo đều. Để kỹ từ 3 tuần đến 1 tháng là có thể lấy ra dùng được. Uống thuốc hàng ngày, mỗi lần uống một chén nhỏ khoảng 5-10ml sau ăn. Thời gian đầu dùng thuốc, người bệnh sẽ đau đớn vì công thuốc, nhưng chỉ cần cố gắng chịu đựng thì từ ngày thứ 7 trở đi sẽ thấy cảm giác êm ru. Tôi vội vã mua đầy đủ nguyên liệu trên và ngâm rượu cho mẹ dùng. Đúng như lời cậu bạn tôi nói, sau 7 ngày, mẹ tôi như tìm lại được niềm vui sống. Bà ăn ngon miệng hơn, đi lại dễ dàng và ngủ gần 5 tiếng liên tục mà không đau e ẩm mình mẩy như trước nữa. Tôi mừng lắm, giục mẹ uống đều trong 1 tháng liền. Sau đó, tôi gọi điện nhờ cậu bạn tư vấn xem nên uống tiếp thế nào. Cậu ấy cũng vui lây và bảo, mẹ cậu bị đã lâu nên để bà uống đều đặn trong vòng 2-3 tháng. Sau đó nửa năm thì uống lại liên tục trong 1 tháng. Cách năm sau, mỗi năm uống 1 lần liên tục trong 1 tháng là được. Mẹ tôi đã chữa khỏi gài cột sống đơn giản chỉ bằng bài thuốc đó đấy. Tôi háo hức chia sẻ bài thuốc hữu dụng này cho bạn bè, họ hàng gần xa. Nhờ thế mà mẹ tôi đã có thêm nhiều đồng minh nữa trong cuộc chiến chống lại căn bệnh đáng ghét này. Và thật tuyệt vời, ngay sau liệu trình đầu tiên, mẹ tôi đã đủ sức khỏe để bay vào Nam chăm chắc mới chào đời. Bà vui mừng lắm. Qua tìm hiểu, tôi được biết trong dân gian có nhiều cách chữa gai cột sống, tận dụng những thảo dược dễ kiếm không có tác dụng phụ, nhưng thực tế áp dụng lại rất hiệu quả. Trong bài thuốc kết hợp từ các thành phần trên cũng rất có lý. Bự bưởi có những phytochemical ngăn ngừa chất prostaglandin làm viêm khớp xương. Theo đông y, muối bưởi có vị ngọt, chua, tính hàn, có tác dụng kiên tỳ, giảm ho, tan đờm, chữa rối loạn tiêu hóa, đau đầy bụng, khó tiêu, đau khớp. Vỏ bưởi tính ấm, vị đắng, ngọt, có tác dụng tan đờm, giảm ho, điều hòa khí huyết, giảm đau. Ngải cứu thì tính ấm, có vị cay, có tác dụng ôn hòa khí huyết, hay được dùng chữa các bệnh đau đầu hoa mắt, nhức buốt xương khớp, đau thần kinh tọa. Chanh có chức năng giải độc, bảo vệ thành mạch, tăng cường hệ miễn dịch và hạn chế tác hại của những gốc tự do để làm chậm sự lão hóa, từ đó tăng cường khả năng tự chữa gai cột sống. Theo đông y, lá, rễ và vỏ quả chanh có vị the, đắng, mùi thơm, tính bình, có tác dụng tán phan giải nhiệt, hoạt huyết, thông kinh lạc, tiêu đờm, tiêu thực, giảm ho, sơ tiết càng khí. Cây chanh thuộc nhóm 54 cây thuốc, có giá trị dược liệu cao nhất trong danh mục hơn 7.300 loại thực vật, được tổ chức Plant for a Future ở Anh Quốc phân loại và xếp hạng căn cứ vào giá trị dinh dưỡng cũng như dược liệu. Theo bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, trưởng khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các vị thuốc trong bài đều có tính ấm, lại được ngâm trong rượu đế cũng có vị cay, tính nhiệt nên rất phù hợp chữa gai cột sống. Thêm nữa, vỏ bưởi và quả chanh đều có công năng hành khí nên có tác dụng chỉ thống giảm đau. Theo y học cổ truyền, thống đau là do bất thông, ứ trệ, tắc nghẽn. Các vị thuốc có công năng làm cho kinh mạch thông suốt, khí huyết lưu chuyển bình thường thì chứng đau thuyên giảm, chữa thoái hóa cột sống. Mong là mọi người khi áp dụng bài thuốc này đều sẽ thành công và vui vẻ sống khỏe như mẹ tôi nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tác hại khôn lường nếu ăn bí đỏ không đúng cách. Trong bí đỏ có rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, nhưng nếu ai ăn sai cách có thể gây hậu quả nặng nề. Trong số các loại quả, bí đỏ là nhà vô địch về hàm lượng sắt, giàu vitamin, muối khoáng cũng như các axit hữu cơ. Nghiên cứu gần đây cho thấy chất kẽm có trong bí đỏ trực tiếp ảnh hưởng tới chức năng của hồng cầu. Chất sắt lại là nguyên tố vi lượng cơ bản giúp bổ sung lượng máu cho cơ thể. Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng nếu lạm dụng bí đỏ, loại thực phẩm giàu dinh dưỡng này có thể gây tác hại phụ nặng nề lên cơ thể con người. Công dụng tuyệt vời của bí đỏ. Những chất phytoron là những axit béo omega 3, omega 6
có nhiều trong hạt bí đỏ là những chất có tác dụng làm giảm lượng cholesterol xấu, ngăn ngừa bệnh tim mạch và huyết áp, phát triển não bộ. Bí đỏ chứa nhiều chất axit glutamine, chất cần thiết cho hoạt động não bộ, có vai trò quan trọng trong việc trợ giúp phản ứng chuyển hóa ở các tế bào thần kinh và não, bồi dưỡng não. Tác dụng giảm cân. Bí đỏ là một thực phẩm giàu chất xơ, chứa hàm lượng calo và chất béo thấp. Tác dụng của bí đỏ chính là một thực phẩm lý tưởng cho những người muốn giảm cân hay những người thừa cân, béo phì. Tăng cường hệ miễn dịch. Bí đỏ rất giàu hàm lượng vitamin C nên có tác dụng tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, giúp hệ miễn dịch trở nên khỏe mạnh. Với hệ miễn dịch khỏe mạnh, cơ thể của chúng ta sẽ chống lại được các vi khuẩn, virus có hại. Tốt cho sự phát triển của thai nhi. Những chất trong hạt và hoa bí đỏ giúp cho thai nhi phát triển tế bào não, tăng cường sức sống cho thai nhi và giúp tăng cường những chứng phù nề, tăng huyết áp, các biến chứng khác khi mang thai và phòng chống bệnh sốt xuất huyết sau khi sinh. Tốt cho xương và mắt. Bí đỏ giàu carotin. Trong cơ thể, loại chất này được chuyển hóa thành vitamin A giúp duy trì thể lực. Chất khoáng và canxi, natri, kali có trong bí đỏ có tác dụng đặc biệt với người già và người bệnh huyết áp, giúp ngăn ngừa loãng xương và tăng huyết áp. Hơn nữa, nó còn chứa magie, phospho, sắt, đồng, mangan, chrome và nhiều yếu tố khác giúp xương phát triển. Làm đẹp da, chống lão hóa. Một trong những lợi ích thiết yếu của bí đỏ đối với phụ nữ bao gồm khả năng bảo vệ làn da, giúp da chống lại các tác hại của ánh nắng mặt trời và ngăn ngừa tình trạng mất nước, khô da. Hơn nữa, bí đỏ còn chứa hàm lượng vitamin C cao, giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể, ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, các đốm nâu. Thường xuyên dùng bí đỏ sẽ giữ cho làn da của bạn mềm mượt và tươi trẻ. Sai lầm khi ăn bí đỏ. Ăn bí đỏ liên tục. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bạn không nên ăn bí đỏ quá 2 bữa một tuần. Nguyên nhân là do trong bí đỏ chứa rất nhiều tiền chất của vitamin A. Nếu bạn ăn nhiều, chất này không kịp tiêu hóa, sẽ dự trữ ở gan và dưới gan. Do đó sẽ khiến cho chóp mũi, lòng bàn tay, bàn chân dễ có màu vàng. Ăn bí đỏ đã già và để lâu. Bí đỏ chứa hàm lượng đường cao. Hơn nữa, nếu lưu trữ trong thời gian dài, dễ khiến bên trong bí đỏ xảy ra quá trình hô hấp kỵ khí, lên men và biến chất. Vì vậy, khi ăn sẽ gây nguy hiểm tới sức khỏe. Ăn bí đỏ khi bị rối loạn tiêu hóa. Một lưu ý nữa cho bạn, đó là người bị rối loạn tiêu hóa, hạn chế ăn bí đỏ, vì hàm lượng chất xơ trong bí đỏ quá cao, không tốt cho tình trạng bệnh. Bảo quản bí đỏ đã nấu trong tủ lạnh. Không bảo quản bí đỏ đã nấu trong tủ lạnh, tuyệt đối không bảo quản ở ngăn đá, vì nếu để lạnh, bí đỏ sẽ ngả sang màu nâu vàng, không an toàn khi ăn.